Hôm nay chúng ta đang sống với tâm gì? Nên lấy lý nhất tâm mà sống. Ngộ là lý nhất tâm. Mê là tâm luân hồi. Lý nhất tâm là chân tâm, là tâm Phật. Chí tâm mà Đại sư Liên Trì nói trong Quán Kinh là lý nhất tâm. Cách nói như thế vô cùng chuẩn xác. Thấy lửa địa ngục khi sắp mất bèn sinh tính tâm. Vì thế các đức tất cả các duyên chỉ giữ nhất niệm, mỗi niệm đều ly niệm, mỗi niệm đều là tâm. Đây là những điều chúng ta đã nói đoạn trước. Nhân duyên như thế thật khó được. Khi sắp lâm chung, địa ngục hiện ra, anh ta kinh hãi, dứt trừ những vọng niệm, chân tâm liền hiện rõ. Đó là lúc anh ta nhất tâm. Tâm niệm lúc đó bèn sanh lên thượng phẩm. Những việc như thế rất hiếm, nhưng xét về lý vẫn đúng, không phải nói không được. Nhân duyên như thế rất hiếm gặp. Tội chướng do tạo ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung thấy cảnh địa ngục khiến họ sợ, chấm dứt tất cả vọng niệm của họ. Ý của Đại sư Liên Trì là ở điểm này. Thật là chuẩn xác. Vì vậy, tuy địa ngục sắp hiện ra, nhưng anh ta vẫn tin tưởng. Lúc đó thì không còn nghi ngờ nữa, lập tức buông, lập tức bỏ, buông bỏ tất cả, chỉ giữ một niệm, tức là câu A-di-đà Phật. Trong câu A-di-đà Phật này không có sự nghi ngờ, không có tạp niệm, không có vọng niệm. Mỗi niệm đều rời niệm. Rời cái gì? Rời vọng niệm. Mỗi niệm đều là tâm, chân tâm, là tự tánh. Vì vậy mỗi niệm đều đúng với chân, mỗi niệm đều là Phật. Những người bình thường niệm Phật mà đạt đến trình độ như thế thì thật khó, khó lắm. Lý nhất tâm là tông môn đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta thử nghĩ, minh tâm kiến tánh là quái nào, hình dạng nó ra sao? Đoạn văn này chính là nó. Mô tả thật tỉ mỉ, rõ ràng, nói rất hay. Bình thường muốn đạt đến mức độ như thế thật không dễ dàng. Lúc sắp lâm chung mà gặp cảnh tượng như vậy, đánh bay vọng niệm của người đó, chúng ta tin rằng đó không phải là một người bình thường. Một người bình thường nếu có một nhân duyên như thế, đa phần là được trợ niệm lúc sắp lâm chung mới chứng kiến cảnh tượng đó. Vì sao trợ niệm lúc lâm chung mà không thấy được? Chắc chắn là những đời kiếp trong quá khứ là một người tu pháp môn niệm Phật, có gốc rễ phúc đức lớn lao. Tuy kiếp này không gặp duyên, chưa học Phật, tạo nhiều tội nghiệp, nhưng khi lâm chung gặp được bạn tốt nâng đỡ cho họ, địa ngục sắp hiện ra mà nâng đỡ họ, giống như Trương Thiện Hòa. Trương Thiện Hòa là một tay đồ tệ, suốt đời mổ trâu, bán thịt trâu. Khi sắp lâm chung thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng,
Lúc đó quá khiếp sợ. Những con trâu bị giết đang ở trước mặt. Anh ta kêu thật lớn. Duyên của anh ta quá tốt, gặp ngay một vị sư ngang qua nhà. Nghe tiếng kêu lớn trong nhà, sư bèn vào xem, thấy người kia đang kêu cứu. Nhìn quanh, sư thấy toàn là người đầu trâu. Sư bèn châm một bó hương rồi đưa cho anh ta, bảo nhanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Anh ta lập tức niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mấy tiếng A Di Đà Phật, anh nói với sư, những người đầu trâu biến mất hết cả, Phật A Di Đà đến dẫn con đi rồi. Quý vị nói anh này chứng được phẩm vị nào? Rõ ràng không một chút sai lầm. Nếu không phải là người có thiện căn phước đức từ đời trước thì không thể gặp được. Vì thế việc nhất tâm lúc đó của anh ta khả năng là lý nhất tâm. Nếu là lý nhất tâm, anh ta sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Nếu là sự nhất tâm, anh ta sẽ được trung phẩm thượng sanh. Anh ta không thể là hạ bối, tức là hạ tam phẩm, chắc chắn không phải. Chúng ta muốn đạt đến trung bối thượng sanh cũng không phải dễ. Anh ta một lúc mà được ngay. Vì vậy mỗi niệm đều là tâm, mỗi niệm đều ứng hợp chân tâm, mỗi niệm đều là Phật. Mười niệm lúc sắp lâm chung như thế đã ứng hợp lý nhất tâm, vì vậy mà hết tội được giảng sanh. Hết tội được giảng sanh là thành Phật rồi.